Shopee.com hiện tại nhân dịp anh em đi học cho nên là có rất là nhiều khuyến mại nha anh em. Hiện tại đang khuyến mại lập thẻ cho anh em chính là 10k anh em sẽ nhận 11k, 100k sẽ nhận 110k anh em, khuyến mại 110% luôn, cực kỳ là hot. Ngoài ra hiện tại giá vàng đã được nâng lên là X4K2 cho anh em, 10k em có thể nhận 42 triệu, 100k nhận 420 triệu nha anh em, cực kỳ là tuyệt vời luôn. Ngoài ra hiện tại các dịch vụ như là đồ làm đệ, săn đệ, úp đệ tử, úp sư mạnh sư phụ đã giảm giá là 10% cho anh em, cực kỳ là tốt. Ngoài ra giá đã giảm giá thêm cho anh em là 20%. Đó, thanh lý rất là nhiều nick ngon giá rẻ cho anh em, cực kỳ tuyệt vời. Ngoài ra hiện tại thì shop đã cập nhật thêm bán nick Ngọc Rồng Sơ Sinh, bán đồ thì đã cập nhật thêm cho anh em hơn 100 đồ đủ 8 server cho anh em tha hồ lựa chọn nha. Ngoài ra hiện tại thì dưới này đã cập nhật thêm cực kỳ là nhiều vòng quay để cho anh em tha hồ quay để trúng những phần quà cực kỳ hấp dẫn nha. Dưới này thì có hàng nghìn gian đua đủ mọi thể loại để cho anh em tha hồ lựa chọn nha. Đu top hàng tháng để nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn cho anh em trong tháng này. Ok, và xin chào bạn, chào mừng bạn quay trở lại với kênh của mình. Và mình vẫn là bên mình đây. Thì trong cái clip ngày hôm nay ấy, thì mình có thể là mình sẽ quay một cái clip liên quan đến nick Spider 3 nha anh em. Thì cũng khá lâu rồi thì chúng ta không có động chạm gì đến nick này đúng không? Đó, thì ngày hôm nay thì mình sẽ gọi là cho cái nick này đi doanh trại và sử dụng cái set phả sát thương. Đây, mình mới chuẩn bị một set gọi là 75% anh em ạ, 75% để mình thử xem có nhận được nhiều ngọc rồng không nha anh em. Hôm qua thì mình thấy ở trên group ấy thì thấy có anh em đăng lên là đi bằng phả sát thương bằng lick vip ấy thì nó nhận được khá là nhiều ngọc rồng. Đấy, thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thử như vậy nha. Ok, thì có khả năng mình sẽ xem có item cái thứ gì không để mình sử dụng nha anh em. Trước mắt thì bây giờ mình sẽ sử dụng set gọi là phả sát thương ở đây đã. Ok, đây. Set này mặc vào thì bao ngầu luôn anh em ạ, săn đệ tử cái thứ đúng không? Ok, sẽ cất vào dương mất cho nó đỡ chật nha, xíu nữa sẽ gọi là đấy anh em ạ. Ok. Đây, đồ HP các thứ thì tí cần thì mình vẫn xài anh em ạ. Ok, đây. Item thì ở đây có một chút item rồi. Mọi thứ thì đều tuyệt vời hết rồi. Ok. Rồi. Sẽ đồ hút sẽ ra nhiều thế nhỉ. Ok, rồi, bây giờ thì có khả năng mình sẽ gọi là đi mua một chút bùa nha anh em. Sẽ mua một chút bùa để chúng ta đi vào trong danh trại cho nó nhàn một chút anh em ạ. Đây, ok, mình sẽ mua bùa ra châu nha anh em, với lại thêm cái bùa nữa chính là bùa thu hút nữa. Thế thôi anh em ạ. Ok, rồi, hiện tại thì mình đã có đây một set này rồi nha anh em. Đó, ok. Các đệ tử thì cho mặc thêm cái cải trang này anh em ạ. Đây, đây, các đệ tử thì đã có cải trang Uma rồi nhá. Bây giờ thì mình sẽ gọi là tiến hành qua bên rừng Mambo, sau đó mình sẽ cùng các bạn đi doanh trại nhá. Đó, anh em thấy không? Đây, mình sẽ tắt đầu tập luyện đi, vào doanh trại. Đây, mình đứng một cái nick phụ ở đây rồi. Đây, nick mình cũng chả phải nick phụ đâu. Ok, mình sẽ vào doanh trại nha anh em. Ok, vào doanh trại rồi thì mình sẽ out cái nick mình ra để cho nick Spider 3 tự đi nhá. Ok, đây rồi. Đây, nick Spider 3 hiện tại thì có mặt trong doanh trại rồi. Bật tiền cái cờ cho tăng ít tiềm năng, đừng ít nào hay ít đấy anh em ạ. Ok, giáp tự động cấp 3 cởi ra. Rồi, bây giờ sẽ đi doanh trại nha anh em. Ui, bắn phát quả khá mê anh em thấy được không? 480.000 luôn. Ok, phản sát thương thì cũng khá là mạnh đấy. Anh em nhìn này, quái thì nó đánh mình thì trừ 27 thì phản thì cũng khá là đau anh em ạ. Phản khá là đau. Đấy, nói chung là mấy con này nó đánh mình bao nhiêu thì mình phản lại bằng đấy luôn. Wow, được, vãi nhỉ, khá quá nhỉ. Được, nói chung là mình thấy ok đấy anh em ạ. Nhưng mà trước mắt thì mấy khu này thì nó chưa cần phản sát thương gì mấy đâu. Thì mình sẽ gọi là ăn một món hút vào đi. Mình sẽ sử dụng một món hút HP để cho nó tăng HP nha anh em. Ok, đây. Nguyên quái này thì đối với cái nick Spider 3 hiện tại thì đánh khá là easy và đơn giản thôi anh em ạ. Wow, chí mạng thì khá là trâu bò luôn. Bây giờ thì mình sẽ gọi là đây, mình sẽ sử dụng cái chiêu đấm rượt con này, mình sẽ cho hết gán hết vào mấy ô này nha anh em. Ok, được rồi. Bây giờ mình sẽ gọi là ăn cuồng lộ item các thứ lên để cho cái nick này của mình nó trâu hơn một chút. Rồi, bây giờ thì sẽ bật thêm cái tự động tập luyện nữa. Ok, cho là auto tầng 2 luôn anh em ạ, thấy chưa? Đây, bây giờ xem nhá. Wow, auto luôn anh em ạ. Auto, key các thứ lên rất là ok luôn. Key thì mình sử dụng động, còn lại là HP thì nó lên bằng cái áo vừa nãy mình dùng đấy. Wow, quái thì nó cũng trâu lên khá là nhiều rồi anh em ạ. Quái thì tầm 1 triệu HP. Mà nick mày thì ăn item các thứ, mua bùa các thứ vào pem khá là trâu luôn. Wow, 200.000 luôn. 2 phút mà chúng ta đã sắp xong cái tầng 2 rồi. Vừa nãy thì mình đấm chay cho nên là nó mất khoảng hơn 1 phút là tầng thứ nhất anh em ạ. Ok, rồi công tạc thì đối với cái nick này phải sát thương các thứ nữa thì nó chỉ cần đấm khoảng 5 phát là chết một con, nói chung là cũng không ấy lắm nhỉ.
Nếu anh em đang cần tìm một shop bán nick, bán vàng giá rẻ, có rất là nhiều khuyến mại thì em có thể truy cập ngay shop tâm thần.com nha. Hiện tại thì shop đang khuyến mại làm thẻ nha anh em. Hiện tại thì 10k em sẽ nhận 11k, 100k sẽ nhận 110k nha anh em. Khuyến mại cực kỳ là tuyệt vời. Ngoài ra thì hiện tại thì shop đang bán vàng cho anh em là X3K8 nha anh em. 10k anh em thể nhận là 38 triệu, 100k nhận 380 triệu nha. Dưới này thì có bán ngọc tự động này, làm thuê đệ tử, út sức mạnh đệ tử, làm thuê nhiệm vụ có rất là nhiều luôn. Ngoài ra thì bán link ngọc rồng đang khuyến mại nha anh em. Ở đây thì có thêm cả link ngọc rồng 1 đồng này, em có thể là lên mua nha anh em. Đó, ngoài ra thì trên này thì có cực kỳ là nhiều các vòng quay để cho anh em trúng những phần quà cực kỳ là hấp dẫn, như là mở quà rồng thần này, vòng quay kỳ diệu này. Đó, dưới này thì có thêm là vòng quay nhiều đồ, vòng quay trứng rồng này. Dưới này thì có rất là nhiều gian đương để cho anh em tha hồ lựa chọn nha, đủ mọi thể loại luôn. Dưới này thì anh em đua tốc là thẻ nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn, như là nhận được một link set kích hoạt Kakarot 4 sao này, tầng 2 thì có thể nhận được một tích ngọc rồng trị giá 2 triệu và 1 tỷ vàng nha. Anh em mua gì thì có thể truy cập ngay shop.com nha. Nhưng mà dù sao thì chẳng nữa là cứ nhanh ok là được. Rồi đây rồi, bây giờ sẽ qua thực hành 3 nha. Thực hành cấp 3 đây rồi. Rồi, sẽ đánh không tặng. Ok, đánh không tặng vì mấy con quái này khá nhanh. Mong là nó sẽ không đánh mấy con quái mà nó liên quan mod ở dưới này. Đây rồi. Mình sẽ để cho cái nick này của mình, nó sẽ là mấy con này, sau đó sẽ xuống kia tiêu diệt cái con trùng mì trắng nha anh em. Ok, hên quá, nó đánh mấy con ở bên cạnh thôi, nó chưa đánh mấy con ở chính giữa đâu anh em ạ. Nói chung là như thế là khá là ok đấy. Ok, để nó đánh xong con này thì mình sẽ xuống đánh con trùng mì trắng nha anh em. Đây rồi, đây trùng mì trắng nó đánh mình rồi. Ok, bây giờ thì sẽ tắt tự động tự luyện ra này. Sau đó mình sẽ cài lại kill nha. Đấy, kill của trái đất thì anh em nhìn vào khá đẹp đúng không? Ok, khi năng lượng cấp 6 nha. Ok, đây rồi. Từ từ để mình giết lốt con không tặc. Ok, đây. Bây giờ thì sẽ như thế này anh em ạ. Bây giờ sẽ sử dụng đây, phản sát thương. Thôi một món hút đi. Cái này thì nó phản thì cũng bình thường. Ok, đây. Đấm luôn luôn. Ok. Đây, đấm con này sẽ đấm chết anh em ạ. Con này sẽ đấm chết nhá. Ok. Bắn phát Kame này. Ôi, quên không dịch chuyển tức thời anh em ạ. Choáng một phát. Đấy, nó sẽ tăng thời gian đấy. Dịch chuyển tức thời này. Ô. Ma. Bị fix kiểu kia rồi anh em ạ. Bị fix rồi. Hồi trước là nếu mà anh em đánh chết mấy con này xong rồi anh em kiểu choáng một phát thì nó sẽ tăng thời gian lâu hơn anh em ạ. Đấy, giờ thì kiểu bị fix rồi. Cho nên là uầy. Được đấy. Nói chung mấy con này nó đánh mình thì cũng bình thường thôi. Nên là có giáp xên các thứ đấy anh em ạ. Đây rồi. Chóa. Ok. Ui. Chết luôn ạ. Phá hay thật. Phá đây tưởng không chết ạ. Lú nha. Đây rồi. Còn này là Osake hết anh em ơi. Đây rồi, Osake luôn nha. Kèo là làm được nha. Ok, đây rồi. Ui, 4 sao luôn anh em ơi, 4 sao luôn nha, 4 sao luôn này. Ôi, con đầu tiên đã được 4 sao rồi, anh em thấy may mắn không? Đó, ok, khá là may mắn nha. Con đầu tiên đã được 4 sao rồi, thì những con tiếp theo thì chắc chắn là auto 7 sao. Đấy chỉ là dự đoán thôi, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ, lần này chắc chắn sẽ có trên 2 viên 4 sao nha anh em, trên 2 viên 4 sao với cái set phản sát thương lần này. Đó, đem phản sát thương mà đích VIP đi thì tỷ lệ ăn 4 sao mình thấy khá là cao đấy. Ok, rồi, bây giờ sẽ cài lại chiêu thôi. Đó, sử dụng tự động tục địa cho auto nhanh em ạ. Chứ đấm kiểu kia thì lâu lắm. Ok, rồi, sẽ qua bên này nhá. Qua bên này thì sẽ sử dụng tự động tập luyện. Ok, mình sẽ này, sử dụng đấm. Đó, ok, ui, đấm 250 này. Đó, nó cứ phải là auto nhanh luôn anh em ơi, auto nhanh luôn. Đó, một con này thì đây, mình nhìn lại thì đấm khoảng 5 phát, đúng 5 phát là chết một con nhá. Đó, 5 phát là chết một con nha. Ok, còn chí mạng thì 2 phát chết một con. Phản sát thương các thứ nữa thì nó cũng khá là ok. Ok, rồi, sẽ qua bên này. Ok thì vừa nãy mình có chỉnh lại skill các thứ rồi thì ở đây thì này đi tem các thứ thì còn 3 phút thôi, trùng mì trắng thì đã ra rồi, trùng mì chanh lơ đây rồi, và
Đấy, ui, nó đánh mình khá là trâu và nó phản lại khá là trâu anh em ơi. Phản lại khá là trâu luôn. Ok, mình sẽ cho mặc cái áo phản này để cho nó phản, cho nó lú người luôn. Ok, rồi mình sẽ bật số 5 lên. Rồi, bật khiên lên. Ok, dịch chuyển tích thời này. Bắn cam này, 1 triệu 6 luôn anh em ạ, 1 triệu 6 luôn. Choáng cái nhở. Ok, choáng rồi, hai thằng cùng choáng em ạ. Đấy, ui, phản sát thương nhiều chưa anh em? Nhiều chưa? Sẽ phản cho trái đất mình thấy là rất là ok luôn này. Ui giời ơi, 7 sao luôn anh em ạ. Lần này được 7 sao luôn anh em ơi. Lú luôn, lú luôn. Lú luôn nha. Cứ tưởng lần này được ít ra cũng phải được 5 sao. Thế là nó cho luôn 7 sao ạ. Đúng rồi, AD kiểu này trôn rồi. Được đấy. AD làm kiểu này hơi lú anh em ạ. Đây, sẽ mặc đúng 1 HP vào. Bèm cho nhanh em ạ. Ok, rồi. Từ đó tôi lại lên. Ok. Rồi, bèm các thứ rồi anh em ơi. Đấy, thấy chưa? Nó pèm HP lên nhanh không? Thề hai món hút thôi, hai món hút 30% thôi, lên rất nhanh em ạ, lên rất nhanh nhá. Từ thôi. Ok, rồi. Bây giờ sẽ lên tầng 3 nhé anh em, lên tầng 3. Ok, tầng 3 đây rồi. Nhìn ra áo tím. Thì chuẩn tích lại bắn. Này, đấm. Này nó bị phản nhiều chưa anh em? Rồi, phản nhiều đấy chứ. Khá quá nhỉ. Đây rồi. Đó. 6 triệu HP. Công nhận là phản này nhiều thật anh em ạ. Nhìn ra áo tím của mình nó đấm vào mình cũng sống đấy. Ui. Được pha chí mạng sướng nhỉ. 1,6 triệu á. Ngon, đến ngày nếu mà đầu tư thêm mà set 7 sao thì pem cũng trâu đấy. Đến ngày thì chẳng qua là mình ít cày thôi anh em ạ. Nếu mà cày cũng kinh khủng là phết đấy anh em. Ok. Uầy, mình đi giao tím này trâu đấy. Uầy. Uầy, chắc mình phải chết rồi. Bắt buộc phải chết một lần anh em ạ. Uầy, mình này trâu quá. Ok. Kệ. Mình thà chết. Thà chết còn hơn là hồi sinh. À nhầm, thảo sinh ngọc còn hơn là phải đi về các bạn. Này, lắc test cho anh em.
Trái Đất Đi nhận được ngọc rồng nhiều hơn Sai Ra đúng không? Tỷ lệ nhận được rất là cao luôn. Lại 7 sao nha anh em. Đó, auto 7 sao nếu mà win thì được auto 7 sao nha anh em. Đó. Họ chốt lại cho anh em là nó như thế. Cho nên anh em win thì nó toàn 7 sao thôi. Mà là win nó oai hơn nhiều anh em. Ok, rồi. Rồi và chắc clip mình sẽ tạm dừng đây thôi. Clip này thì thử nghiệm khá là vui, thì cảm ơn em đã dành thời gian xem clip mình. Bye bye anh em, hẹn anh trong thời gian sớm nhất. Bye bye.